Rồi chào mọi người nha. Bây giờ mình đang ở Đồng Long Hụ. Hồi chiều mới mưa lớn. Ở dưới đây nó có nước mà cũng không được nhiều. Lúc này trời mưa nó hơi sập sùi chút. Hồ thiếu nước mà hổm rày mưa một hai cây rồi ruộng mê mạ đó vậy nè. Khó bắt. Mùa này mình đi sâu ếch bị thóc cũng nhiều lắm mọi người ơi. Tệ hơn thường năm nữa. Cua đồng nhiều quá ta. Để mình lụm mớ cua lên. Cua đây thì hơi nhỏ. Nó nhỏ mà nó ôm trứng giáo rồi, nó ôm con giáo rồi. Dùng mình thì nói chung là ếch thì bao nhát. Bắt lúc nào phải đem theo cái nôm hết. Không có nôm là bắt không được, nó nhảy. Ếch mà nó ra giữa ruộng 30-40 mét rồi đó mà mình pha đèn là nó vẫn nhảy vô, không có nôm bắt không được nha mọi người. Mình kết nối cái loa AT ở đầu bên đây nè. Quýnh vô mấy cái giặt gò này mọi người. Tại tối quá buồn sực vô nó không thấy được. Trong đây nè, đó có mấy giặt gò trong đây nè. Ếch nó dựa vô gò. Lúa hiện tại quá cao rồi. Mà mưa ở khu vực mình cũng gần hết luôn rồi. Tất cả mấy cái xã ở lân cận mình mưa hết luôn rồi. Mà bắt cũng không được nhiều tại vì mưa lụp chụp quá, không có đủ nước, con ếch nó nhát lắm, bắt không được. Cái phần lúa cao nữa bắt hết được rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng luôn á mọi người ơi, là không còn bắt được nữa. Coi như trận mưa này là trận mưa cuối luôn rồi. Tranh thủ còn sớm mình đi lụm mớ cua coi. Nè có nè. Ui bao la. Này về nấu canh chua cũng ngon. Rim mỡ mớ cũng ngon. Nấu bún riêu càng ngon dữ nữa. Để mình lụm mớ. Cặp theo đường này nè. Có. Nó là thấy liền nước trong mà. Nè nữa nè. Thấy không? Ê, chạy, kiếm này. Khó lắm. Cua cái mà, ở đây cua nhỏ quá. Nè, nó nữa nè. Rồi, vô hang rồi, nữa nè. Nhiều. Bắt mấy ký cũng được nữa. Cua này bây giờ người ta đang thu mua á mọi người. 1 ký 30 ngàn. Nhiều ký thì người ta cũng lấy á, chắc ta đem lên chợ Bình Điền người ta giao á. Cái lúa này thì mình bắt ếch hơi khó tại vì mình quay gần á, từ trên xuống á thì mình thấy nó thưa thưa vậy thôi, nhưng mà lúc mình pha ếch á là mình pha ở xa lắm. Ở mấy chục mét, 50-60 mét, 70 mét á. Lúa nó che hết ráo à, khó thấy ếch lắm. Nhưng mà mùa này thì phải chịu, năm nay tệ quá, năm nay mưa không được suôn sẻ gì hết đâu á. Mưa có hơi hơi nước cái. Ngưng xong cái lúa lên từ từ vậy cái khô lại cái mưa nữa. Nên lúa nó cao vậy nè. Đây có cái hàng cua nè. Nó mới thụt vô. Đây mình xịt nó lên liền không? Như xịt còng vậy á. Đó. Đó nữa nè mọi người. Con này bự rồi nha. Khi hang á nó nằm ở giữa ruộng nè, mình đi cái nó thụt vô. Cái hang này nước trong quá chắc nó ra rồi á. Ở đây nữa nè, nằm im ve ha. Ấp nữa cù đực càng to à. Đây có cái hàng đó nè. Nó mới chùi vô nè, để mình chặn đây coi. Có không? Bằng chân mình chặn dưới đây nè, thấy không? Mình nhấn xuống. Xịt lên. Thế đụng nó rồi. Nó là nó chùi ra thấy không? Nữa nè. Thôi, để mình lụm mớ nha mọi người. Ui. Mình lụm nãy giờ hả? Nửa tiếng hồn. Rồi trên đây nè, khoảng cỡ 2 ký, 2 ký mấy gì đó.
đâu đó 2 kg á. Cột lại rồi giờ bắt đầu soi ớt thôi, tại lúc đầu mình vô còn sớm quá soi chưa được, rảnh rảnh ta lượm mớ củ đồng trước tính tính ha, có vốn rồi nè. Gốc cây này có con ếch đực nè mọi người, mình biết mình quay cái kiểu này có thể mình không bắt được, nó sẽ nhảy nhưng mình vẫn quay cho mọi người xem. Khó thấy lắm, chưa chưa ánh sáng á. Lộn tao chụp nó sao nó nhảy rung rung rồi, nhảy rồi biết ngay mà. Nôm 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 dính 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 dính, mình có thủ cái nôm nha mọi người. Ớt bây giờ phải vậy thôi đó. Xảy nó rồi, cái nôm thưa quá nó tung ra rồi. Trời ơi, nó hở trên đây nè mọi người ơi, hở cái đầu này nè, nó bị dướng cỏ nó hở lên. Á à, trời, nhảy xuống ao rồi. Con đó là muôn đời không thấy được nó nữa. Đây con ếch lẻ nè, ếch đực. Tại mình lấy cái nơm mình chấn lên để mình sợ nó nhảy, mà mình thấy tình hình con này là nó không có nhảy rồi, nên mình dở ra lắm nha mọi người. Ếch đực cái con này nè mọi người, rất là dễ dàng nhầm tưởng với con ếch nhiều nhất. Con cóc thì sao lâu mình phân biệt được, chứ con này là thua nè. Đó, con này là con chằn hiêu nè mọi người, cái mắt nó to mà nó sáng trắng như là con ếch vậy đó. Còn con cóc thì mình phân biệt kỹ thì ra từ khi cái con cóc bự quá thì mình không biết ra thôi. Cóc đen cóc bự thì khó, còn cóc thường thường thì mình sao quen mình biết à. Còn ông cố này nè, đó chằn hiêu nè, rồi nó nhảy cao lắm á, nó nhảy một phát là mấy thước nữa. Con này ghê lắm, mình sẽ ớn quá. Đồ cặp ếch này ở Long Hụ nha mọi người, dưới cầu Long Hụ. Giờ này sớm mà nó ôm cặp sớm. Trời ơi nó khổng lồ, cặp này chắc cỡ con ếch cái này ngoài 3 gram, còn mà con ếch được chút xíu à. Đây có ếch cặp nữa mọi người ơi, thấy không? Trời ơi miếng mì lông lộn nè, sáng giới à. Trời ơi nhìn xa nó chối, mình tưởng ếch nhẫn nó xuống luôn, lắc lộn nữa, sắn quắc là tưởng mình cặp ếch rồi. Trời ơi buồn ghê, mà nó sáng mà dạng nó sáng dài như hai con mắt ếch vậy đó. Con này chồng con kia nó sáng dài vậy đó, hết nói thiệt chứ. Ít cặp mọi người ơi, từ xa đã thấy ruộng lúa mạ, con ếch được chút xíu siêu à, có ếch cá nó vậy nè, có chịu nổi không? Wow, tung gì mà tung, à, lên hàng, quá sướng tay nha. Nước nó sệt sệt rồi mọi người, nó không có nhiều mà nó cũng ra nữa, nước trong trong mà lên cao. Cái này cỡ 2 ngày nó là bắt không được rồi, hết cái đường. Rồi xong có án, một cặp ếch nữa chứ không đâu, mới pha thấy nó mọt bên đây chứ đâu. Đúng rồi, có các bạn ơi. Mẹ nó ơi nè, trời ơi cặp ếch nó khổng lồ,
Trời ơi, con ếch đực nó bự. Con cái cũng bự, con nào cũng bự đó. Ở đây thì khỏi nhảy. Quay phim tự tin luôn nha mọi người. Mình nên thủ theo cái nôm nữa mà khổ cần nôm luôn nè. Trời trời, con ếch nó bự ghê. Con ếch đực nó bự, có ếch đực này 2 mùa. Ếch cái này cũng 2 mùa. Búng tay luôn mọi người ơi. Trời ơi nó bự. Cặp ếch này ngoài nửa ký á mọi người. Ôi quá đã mọi người ơi. Ôi ôi sướng quá. Bên này nước sắp à. Hồi nãy mình thấy cặp ếch này là mình thấy nó nằm ở bên đây nè. Nó nằm ở bên trong cái gò nhà này nè. Mà mình xịt nó cái nó thụt vô. Mà cỡ nãy giờ khoảng 15 phút rồi mình kiếm nó ngoài nó không thấy nó ra nữa. Mình qua cái đám ruộng rạ bên đây, ai vậy nó qua bên đây nó núp bên đây. Nó ra bên đây nó bắt cặp bên đây. Trứng ếch nó đẻ tè le luôn mọi người ơi, nè, nó đẻ nè. Nè bên đây mới nhiều nè nha. Mình nhớ đẻ nè ha. Quá trời đẻ luôn. Trời trứng ếch bự bự không? Cặp ếch này bự lắm luôn á. Rồi cái trứng nó bự dữ vậy nè. Nó nằm đâu dưới đây, nằm sâu quá bắt không được. Hồi nãy mình thấy nó rồi nhưng mà nó mệt. Mà xa quá mình bị mất dấu. Lại ngay dụng nước này thấy nó đẻ lư dưới đây luôn. Mò thử rồi có không? Kiếm nó coi. Đâu rồi ta? Nó vòng vòng đây thôi à, nhưng mà sợ nó nằm dưới sâu rồi nè, không thấy được nó. Dạ, hơi giống luôn. Độc thiệt, đi vô chỗ sâu chứ đau đó. Quá trời à. Bên đây cũng có nó nè. Trứng nó nè. Đâu ta? Không bắt được nó là nó đẻ xong là nó chui về ao. Nó lẹ lắm. Bỏ tay rồi. Nè, để nó đẻ nữa nè. Ôi. Nó dám ra nó đẻ lén. Khó nhai thiệt. Đây nè. Nó đẻ lừ luôn. Đâu rồi ta? Có. Con thua. Bó tay mọi người ơi. Cắt lô 2 ba con luôn, nó tới lò luôn. Để mình đổi sang cái tiếng ếch khác. Nãy giờ kêu tiếng này hoài rồi. Nó quen rồi. Chuyển qua cái khác. Bên kia người ta cũng đặt kêu rần bển. Chuyển bài khác. Cái này là ếch lẻ nè. Lúc đầu hôm mình kêu cái tiếng ếch này á, là lúc đầu hôm mình kêu tiếng ếch này á, là mình thăm dò coi nó có ếch nó phản hồi lại không á. Mà tiếng ếch này ít sử dụng lắm. Thường sử dụng tiếng ếch này nè. Nè, tiếng ếch này nè. Đó. Tiếng mới nè, tiếng cũ đây nè. Ê, nhầm, lộn.
nè nè, cái tiếng này là cái tiếng nhái rộ á, vừa có ếch bắt cặp mà vừa tiếng nhái rộ nữa nè. Thôi tiếng này nãy là sử dụng rồi, mình chuyển ra tiếng khác nè. Đó. Tiếng này tiếng cục đó, dặn lớn lên hết quát luôn. Cái loa AT100 này nè là nó tầm khoảng đâu đó 900.000 thôi. Mình xài thì mình dặn hết cốt luôn á, là nó đi được khoảng cỡ trung bình cỡ 8 tiếng á. Mình sử dụng hết cốt luôn là dặn lớn hết quát luôn á, còn mình sử dụng nhỏ thì nó lo hết pin hơn, tầm 10 tiếng. Như vậy đánh một đêm mà được rồi, mình gắn cái USB vô đây cũng được. Mình lên trên mạng mình tải cái file về, không thôi mình lấy thẻ nhớ mình tải cái file về mình đút bên đây, nó có đầy đủ hết, thẻ nhớ Bluetooth đầy đủ hết luôn. Cái này mình đi bẫy chim vẫn được, nó tiện lợi lắm ha mọi người ha. Mất rồi. Ca này khó, xa quá xa. Chứ còn có rạ nữa. Không thấy nổi mọi người. Mất dấu rồi. Xa thiệt xa luôn á. Đi lại đây mà có rạ nữa. Mình thấy cũng thấp thoáng thôi à. Mất rồi. Ít lẻ chứ phải ít cặp. Vắng ngủ trên cây. Ổ vện. Ổ vện con. Nó quấn trên mấy gốc rạ nó nằm. Chút xíu à. Mắt nó to kìa. Ban đêm nó cũng ngủ nữa. Trời ơi, có thêm một cặp nữa mọi người ơi. Nè. Mà cặp này thì mình dí mình ôm nó mới dính lận nên mình không có quay được. Cặp này cũng khá khá rồi nha. Cũng bự. Ủa phệ kìa. Hết ý rồi mọi người ơi. Quá đã. Trời ơi. Rồi mình để mình bỏ vô giỏ nha. Rồi có nữa. Nó ra ruộng rạ mọi người ơi. Cặp ếch. Mới thấy nó hụt xuống đây chứ đâu. Trên đây thì đừng mong mà chạy được. Cứ thoải mái mà ra từ từ đó. Mà thấy hả. Trống lỏng hả. Mất cặp ếch này là lịch sử luôn đó nha. Quăng cái nơm đây làm dấu đi. Để mình đi rộng đường quá không? Lát mình lại mất cái dấu. Đâu trời. Đâu ta. Hay à. À đây đây đây. Con lùa nó bự. Ê trời ơi con ếch. Con ếch cái nó bự mọi người ơi. Wow trời luôn. Bắt đèn led lên coi. Nè con ếch này nãy giờ bự nhất luôn nè. Bắt lên cho mọi người coi có ếch được chút xíu à. Trời ơi, không bự cũng được. Tưởng bự chứ không bự, cũng sai bự nhưng mà không bằng cái con nãy. Có được thì nó nhỏ thiệt, còn có ít cái thì nó lớn. Nó nằm nó bẹp xuống mình. Còn tưởng nó bự với cái màu nó trùng rơm á, nhìn tưởng nó bự. Hiểu không? Quá đã.
chỗ này có một cặp ếch rất lớn nha mọi người. Chỗ này người ta lấy đất lên. Nước nó có lỗ rồi nè. Hồi nãy nó ngồi trên mấy cái cục đất này nè. Mình xịt nó mọt xuống. Giờ tìm từ từ cũng phải ra nó thôi. Mấy cái lỗ nước này nó nằm dưới đây chứ đâu. Giờ không có dám đi xuống nước sợ đục. Đi trên mấy cái cục đất này nè. Tìm cũng phải ra thôi hả. Chạy đâu đó. Đâu rồi. Để lấy cái nơm làm dấu. Để lát đi lạc à. Để dấu đi. Mình dấu nằm đây nè. Kiếm hình vòng. Cặp ếch này bự lắm. Nhìn xa là thấy nó một cục trắng nõn luôn. Đâu rồi. Đây nè. Trời ơi, có cái khủng khiếp mà có được nó xíu à mọi người. Thôi mình chụp lẹ nha. Để nói chuyện nữa nó nhảy à. Trời ơi, sảy có ít được rồi. Chết bà. Để mình đạp nữa. Đạp có ít được rồi. Đạp có ít cái dính rồi. Cái khổng lồ luôn. Trời ơi, nó bự. Wow. Đây, đạp ít được lên. Nó mập đây chứ đâu. Quá trời khiếp luôn. Ok. Wow. Này bác cặp ra cặp này đã tay. Con ếch đực này cũng không phải gọi là nhỏ đâu, nhưng mà con ếch cái nó quá lớn đi. Nó bà lên nó nằm lên lưng con ếch cái, cảm giác như con ếch đực nó nhỏ thôi chứ không phải nhỏ, tại vì con ếch cái nó lớn quá. Nên bỏ bao nha mọi người. Để mình so cái độ lớn của con ếch này cho mọi người coi nè. Chứ mình nhìn trong đây mình thấy thì mình cũng không hình dung được. Mọi người coi các bạn chân mình nè. Đây đi. Bích cái bàn chân mình luôn, thấy không? Bàn giò nè. Ịnh lên cái bàn giò nè. Nó lớn cái này nè. Đó. Cỡ này mới khiếp nữa chứ. Cặp ếch nữa mọi người. Để mình nôm cho chắc. Ôi xảy hết một con rồi. Ếch được. Nó nhảy thấy không? Dồi xuống ao rồi. Còn có ếch cái à. Vừa thò cái nôm xuống một cái à. Nó búng liền. Đọc thiệt chứ. Có ếch cái này cũng ghê nè. Hút nó nổi. Chảo chết. Vừa đưa cái nôm xuống cái nó nhảy liền. Biết mày nôm lẹ đi vậy. Có ếch này không lớn nhỏ. Rồi thôi, trời cũng hừng sáng rồi. Rồi thằng ở bữa nay một bao cua. 2 kg cua. Này về để mình đổ ra thao, mình đổ vô miếng nước để nó kẹp. Kẹp gãi càng á. Rồi ếch thì bữa nay là đâu đó là 3 kg hơn á. Có một số con mình bắt nó mà mình cũng không có quay phim nữa, tại vì nó khó quá, mình phải dí mình chụp á nên không có quay được mọi người ơi. Có những con nó dễ quay, mình nó quay cho mọi người xem được, còn những con nó khó quá mình phải dí mình chụp á, lăn lộn luôn chứ không phải dễ bắt đâu. Ở hơn 3 kg nha mọi người. Rồi đi bắt nguyên đêm chỉ chắc lọc lại được có nhiêu đỏ thôi.
Rồi, mong mọi người xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại nha. Xin chào.